cái đầu tiên rồi. Ủa, ngoại binh boom nó đi riêng ạ. Trời ơi, chết bệnh thiên tử. Thiên ý, thiên ý, thiên ý, ý trời rồi, không không tánh được. Ui, được 2 tiền, 2 tiền thật. Queen vô dụng lắm. Một đồ ngon này. Chịu rồi. Câu chuyện của ngoại của hai thằng ngoại binh là cả hai thằng đều phải thua trắng máu tất cả các round. Chung khó đấy. 6 vàng. Tại vì nó cũng ra ngoại binh, nó cũng đánh thì mình bắt buộc phải bán trắng. Mình bán trắng thì khá tệ. Được trang bị thành phần, được 2 đồ luôn. Đỏ phết. Hay quá, giết được một quân cả. Hôm nay yếu quá. Sáu tiền. Phú năm. Cũng được. Hũ năm cho an toàn. Sao đâu. Hũ cốt ở điên à? Hũ này là hũ năm, một trong những hũ năm ngon nhất ấy. Hũ năm có 2 mảnh đồ lận. Coi như là hũ năm các bạn được thêm một hashtag. Bạn được thêm một hashtag, hashtag gì đây, quên tên, là tiếp tế trang bị đấy. Một kiếm, một áo trong bạc. Hũ thế mà còn chê thì tôi cũng chả biết hũ nào các bạn mới muốn chơi cả mới thấy ngon nữa hả? À? Vũ thế với tôi là ngon rồi. Vũ năm đấy là một trong những vũ năm ngon nhất mà tôi từng đổ. Khẳng định luôn. Máu xấu, 62 máu mà xấu thì tôi chả biết bạn nói thế nào đấy là không mới là đẹp. Cấp 6 50 tiền hơn người ta đồ. Lại còn trang bị đầy đủ nữa chứ, trời đủ. Xong game. Được có thêm 3 tiền nữa chứ. Lại Chitana Morello à. Không nào hiểu được tại sao thằng này lại nó đang muốn chơi cái gì không? Nó lấy mài dao. Xong rồi nó lại chơi đột biến đoạn này.
Bột vàng. Vàng tôi phút em ơi. Các bạn nghĩ tôi và thằng này thằng ai khỏe hơn? Phải tập. Not even close. Cố lên bạn ơi, hũ chín rồi. À hũ chín rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, ping. Ping ping là cho bạn kia biết là hũ chín nhá. Làm hết sức rồi anh em, mà để cho nó nổ nữa thì tôi chịu rồi. Rồi nó nổ rồi đấy. Cảm ơn bạn. Lũ gót 3 luôn rồi, dính 2 luôn rồi. Tầm này nó nổ nó đấm hết. Đâu bốn hoa kỹ à? Bảo sao thấy có gì đó sai sai. Thấy một cái đó sai sai mà. Vách ba cắn đấy. Vách ba bị trừ giáp rồi. Có mũ ép cung xanh mà. Chả biết ăn được thằng này không. Tiếp theo này áp chế con Jinx này, là con Jin này. Cảnh binh. Ai. Giờ nó đấm hết, đấm cả lobby luôn. Ba cái lốc. Sợ thật đấy. Ai à, lấy công chuộc tội à? Ôi! Ring! Bộ đó!
Ai về công thực tội mà, đúng không? Vẫn top 8 à? Lấy đồ đẻ người thôi, full con mẹ đồ luôn. Còn một viên nữa. Cút. Đây là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Bỏ này, bỏ này. Kẻ ăn sang á, đáng chứ. Không ăn sang mà sao nó đẻ ra đồ được các bạn. Đột biến cũng được. Mà hai đồ này cho cốc mo là nó yếu lắm các bạn. Lấy sát thủ để làm gì? Yêu ra sát thủ hay gì? Vừa bán rơi xong. Để tách ra có thêm một xẻng hay gì.
Sao nhà này thắng được ai nhỉ? Không hiểu lắm, nãy nhà này thắng ai vậy? Sao nó thắng được mình? Đấy bạn thấy không? Tôi bảo trận này tôi nhìn rồi tôi biết tôi top 1 rồi mà. Mấy ông còn bảo là nổ ngoại binh như thế là xấu ạ. À. Đấy là hũ 5 đẹp nhất tôi từng nổ luôn ấy.